Hello mọi người, hôm nay hãy cùng theo chân hai cha con mình đi đến một hòn đảo được mệnh danh là đảo ngọc của Việt Nam. Cùng khám phá những ẩm thực nổi tiếng và bình dân nhất ở Phú Quốc. Và còn gì thú vị hơn khi được hòa mình vào những khu tham quan, những địa điểm vui chơi giải trí bất tận và nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Ra quán nha mọi người, ở đây rất là nhiều chỗ để mà chụp hình, rất là nhiều cảnh đẹp. Vin Wonder mình đang ở trên đỉnh cao nhất ở Phú Quốc, dòng xoay khổng lồ, ngắm được toàn cảnh luôn mọi người. Điêu rồi, trời ơi, con rùa khổng lồ. Chắc hẳn giờ đây quý khách đang rất thú cũng như đang rất mắc rằng tại sao các bạn. Đây là chuyến du lịch tự túc và bình dân 4 ngày 3 đêm của hai cha con mình. Vào thời điểm mùa hè cuối tháng 6 năm 2023, tất tần tật hành trình từ miền Tây đi đến Phú Quốc và tất tần tật khám phá những điều thú vị nhất tại hòn đảo ngọc này. Let's go 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 go. Ai út đi mà. Hơn 7 giờ sáng nha mọi người. Hai cha con mình đã ở địa phận tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ cái nhóm anh cũng đi mua. Nhìn thấy cũng khá là bắt mắt á, nhưng mà lại hơi chậm xíu. Mình đổ thắt xong rồi mình đi tiếp thôi. Mời mọi người cùng ăn nha. Cảm ơn. Cha con mình tiếp tục hành trình nha mọi người. Hồi nãy cái quán Ngọc Hân là ở thị trấn Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha. Địa chỉ số bao nhiêu thì mình không thấy họ ghi, nhưng mà về cái món ăn hủ tiếu Nam Giang thì mình nhận xét là cũng tạm được, nhưng mà thời gian mình chờ đợi thì khá dài. Rồi cái nữa thì chủ quán thì cũng không thân thiện cho lắm, cho nên là mình đánh giá cái quán này thuộc dạng trung bình kém thôi. Bây giờ mình tiếp tục hành trình đi ra Phú Quốc. Thì trên đường có gì đặc biệt mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi ha. Phú Quốc, cho nên là ví dụ anh em nào mà dự định từ miền Tây đi Phú Quốc thì mình vào comment chia sẻ kinh nghiệm để cho những người đi sau họ biết những địa điểm nào vui chơi hoặc là những quán ăn nào hay nổi tiếng ngon thì mình ghé mình ủng hộ nha mọi người. Đây cũng lần đầu tiên mình đi cầu Rạch Miễu luôn.
ơi, sao đi biển đi đảo Phú Quốc mà giờ ra núi luôn rồi không biết nữa. Đi Google này không biết chỉ đúng hay không, nãy giờ đi muốn nhíu đứt luôn á. Bây giờ đường nhỏ xíu, giờ lỡ đi một đoạn khá dài rồi mình phải đi tiếp thôi chứ giờ biết sao giờ. Có ai đã từng đi như mình không mọi người? Nhớ là đi đường đi ra Hà Tiên đường bự lắm mà. Bây giờ mình đã bánh khoa Thành Thới rồi mọi người, nhưng mà để đi được chở xe du lịch đó thì cái chú bảo vệ kia chú nói đi theo chú để đăng ký, không biết là có thật hay không. Không thật thì mình đi theo thử coi như thế nào. Lần đầu tiên đi cho nên bây giờ không biết phải như thế nào. Cũng tới bánh phà Thành Thới rồi mọi người. Đi vô cái đường nhỏ sợ cũng chết luôn, tưởng đâu rồi đi vô núi rồi chứ. Giờ mình tới vô phòng vé mình mua vé thôi. Đây bảng giá. Xe 130, 185. Xe 4, 7 chỗ, 9 chỗ thì 1.1 nha mọi người. Thôi chuẩn bị lên phà thôi, mình với tới vườn kịp lúc luôn á, chuyến phà 12 giờ rưỡi á. Nằm ngay tại trung tâm phường Dương Đông, chợ đêm Phú Quốc là điểm tham quan đầu tiên của hai cha con mình. Với hơn 100 gian hàng, tự ăn uống, đồ lưu niệm, đặc sản khô, vân vân và vân vân. Rồi vô máy ảnh rồi. Những con quay đủ màu sắc, đủ kiểu loại hết. Con nít không thể tránh khỏi cám dỗ. Đi coi đi tham quan tiếp. Đi. Ồ, chỉ.
quá nhiều đồ luôn, chốt về về không? Anh đây bán gì cả? Đông quá. Tặng quà luôn này, thôi ơi rồi. Chơi mini rồi. Không biết có chơi rồi. Ai đi vô trong có gì không? Đi vô trong có gì không? Đi vô trong có. Em bé là chỉ thích tham quan chỗ nào có bán đồ chơi thôi mọi người. Không là không lắm, không có gì lạ hết đâu, không có gì lạ hết. Này cho con hồng giả. Thôi làm tỉ mỉ rồi. Đi vô lại đó. Người giống à. Tiên con nít. Anh thấy tàu tiên con nít rồi, chạy qua bển. Chạy qua. Con nấu. Con nấu rồi. Cái số thiệt. Đi lại con nít đi. Ai biết đâu tiếng. Cái gì anh đâm rồi hả vậy? Làm tỉ mỉ vậy luôn rồi, làm đúng theo màu luôn á, trắng đen đỏ luôn mọi người. Đậu phộng châu châu, món đặc sản của Phú Quốc, nhưng lại đến từ đất nước Pháp. Các bạn có thấy ông Tây đứng ở giữa đó không ạ? Nổi tiếng là vì nó có 30 hương vị khác nhau. Quá chừng thôi luôn. Này quán ăn chợ này quỷ bảo nè. Đang ghé vô đây nè. Ghé cái quán Huy Bảo ăn thử cái hải sản có tươi sống này không? Nè, cái hàng mực tươi lắm, mực nãy nó đổi màu liên tục luôn. Đây, tôm hùm đó. Miếng tôm hùm. Mm-hmm.
Hai ngày mưa.
tắm biển đi mọi người ơi. Hello. Hai cho con chơi công viên nước mệt đã rồi luôn. Từ sáng tới giờ 3 giờ mấy mới được ăn nè. Ngon quá ha. Đi ha. Được. Mời mọi người. Chấm miếng tương ớt được. Ngon quá. Bây giờ đói cái gì ăn ngon. Rồi, nó nơi rồi mọi người, hai cho con mình đi về phòng ngủ thôi. Bữa nay đi cũng mệt mỏi rồi. Thì ăn cái quán ăn ông Hoàng vậy rồi á, cũng khá ổn. Chỉ tiếc là mưa, không ngồi ngoài bãi biển cho nó mát mẻ được. Thì cái món ăn của mình kêu một con cá mú. Chỉ có một con cá mú với lại bốn con nhum. Thì chỉ có con cá bóng mú mà mình đang thấy ngon thôi, con nhum này chẳng có thịt thà gì luôn á mọi người. Quá trời. Còn thấy ngon. Vậy hả? Dạ.
con mình cái khẩu vị nó khác nhau. Thì nói chung là quán ăn thì cũng khá ổn, đồ ăn thì cũng ổn, chủ quán rồi nhân viên thì phục vụ cũng tốt, nói chung là ngon. Vậy thôi, được ngập nước rồi, nó suốt luôn mà thật là chán nản mọi người luôn. Mọi người hôm nay thằng anh Thu được chiếc lợi phẩm nè, ngốc quá còn rượu luôn nha. Không biết ngốc này ngốc gì nó giờ không biết có cho anh đọc không nữa, có đọc cho anh nữa. Dạ có không cái màn luôn luôn, nhìn nó ghê quá à. Thôi không biết màn màu, nhưng mà không cần làm cũng được, con ăn luôn mất luôn. Thơm lắm mọi người, thơm lắm, lấy ăn thử thôi. Cát cát mọi người, tươi dăm ngon ghê. Ê vậy, con ngốc này mang gì ăn tết hả thợ? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đau. Không biết ngốc gì thì mới ăn luôn. Mọi người có biết con ngốc này ngốc gì không vậy? Bình luận cho con biết nha, nếu ăn được thì báo cho cha con biết nha, lạnh đại ăn. Bộ hải sản mà. Với lại á, cha con mình cũng xin rút kinh nghiệm. Ê, mọi người có đi biển mà dự định chụp hình dưới nước hay gì đó, hoặc là đi tắm hồ bơi đó, mà không muốn chụp hình đó, thì chịu khó tìm hiểu mua trước ở nhà đi nha, mình đặt trên Shopee Lazada vậy đó. Chứ cái này hả, 100 rưỡi mà mình về mình sợ ra chỉ có 15-20 ngàn thôi à mọi người, mua luôn nhớ nha. Đây là chiếc lợi phẩm mua ăn rồi rồi tốn gạo quá mọi người. Quà này đi hộ mắt mình đi chơi tốn gạo tốn tiền quá đi, không có bộ đồng xu các bạc nữa nè, nữa hả? Không làm đâu quà nha mọi người. Vậy vừa làm hả già chưa? Vừa làm hả già rồi. Đây, con quá, đây, tiếp tục hành trình đi. Thì giờ thay đồ lắm rồi, đây. Đây. Đi nổi đây đây, nổi đây đây. Đây, đây, thay đồ. Mọi người buổi sáng nha. Để cho con mình đi ăn bún kè khúc lượng cho mọi người. Ngon không? Mọi người coi. Thử cái bún chỉ một tô bún không nhưng không có bất kỳ nước chấm nào hết, người muốn ăn cay thì được lớn chỉ vậy thôi, nhưng mà để vị nó khá là ngon. Cảm nhận về cái món bún kèm vừa rồi thì nó cũng khá ngon, nhưng mà hương vị của nó rất là lạ, nhưng mình chưa ăn bao giờ, tại vì nó vừa có nước cốt dừa nè, rau gồm có đu đủ các sợi, dưa leo, giá, rau thơm với lại bún, và đặc biệt nhất ở đó là chỉ có cá, cái cá sai á, cá sai với tôm á, thì cái đó chủ quán nó là cái đó là cái đặc biệt nhất mà người ăn họ sẽ nhớ mãi. Giá của nó cũng khá nhẹ nhàng nha mọi người, 30 ngàn tô thôi, nhưng mà nếu mà những ai mà không thích ăn rau nhiều quá thì cái món đó thì cũng có thể mọi người sẽ không thích lắm, nhưng mình thì thích ăn rau vì rau nhiều
đi Win Wonder thì mình ghé vô Grand World nha mọi người. Ở đây rất là nhiều chỗ để mà chụp hình, rất là nhiều cảnh đẹp. Xe nó làm toàn bộ bằng tre. Wow, Quốc United Center. Đúng rồi, nhà này màu xanh. Hai cha con tính đi thuyền và cái dòng sông này vừa đi vừa về luôn một cây số thôi mọi người. Giá cả hơi chua mà cũng chắc cũng không có gì đẹp mà mình đi hai bên bờ luôn. Okay. Giá thì người lớn 200.000, trẻ em 1.500.000. Đây khổng lồ. Đúng là con nít mà, thấy bánh kẹo đồ chơi cái là không thể cưỡng lại được. Khu các trò chơi điện tử dành cho con nít, nhưng mà thực tế thấy người lớn còn nhiều hơn con nít. Cái này thì không thể tránh khỏi cám dỗ, quá hiện đại, quá nhiều thứ để chơi và khám phá mọi người. Coi tôi kìa, cha sanh mẹ đẻ giờ mới được chơi mà hứng thú như vậy luôn. Dòng quay đôi cánh Icarus, quay thì ghê chưa, thì ghê chưa. Đến nay trò chơi chúng ta là kết thúc và xin chúc quý khách đã chơi được thành công trò chơi được tổng tác đáng đẹp. Chúc quý khách tham gia sẽ thành công và nhiều niềm vui và tiền chưa đầy 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 phút. Trò này thì cảm giác mạnh hơn rất nhiều, con nít dưới 1m4 nó không cho vô nha mọi người. Coi nè, thấy ghê không, nó quơ kiểu đó đó. Mình bước xuống mà hả, tim mình muốn rớt ra ngoài luôn mọi người, khó thở luôn á. Ai yếu tim đừng nên chơi trò này nha. Mình đang ở trên đỉnh cao nhất ở Phú Quốc, dòng xoay khổng lồ, ngắm được toàn cảnh luôn mọi người. Cung điện Hải Vương. Đây là công trình thủy cung hình con rùa lớn nhất thế giới với tổng diện tích 15.000 m², gồm 3 tầng. Nơi đây tái hiện sinh động đáy biển sâu với 255.000 sinh vật quý hiếm, có cả chim cánh cụt nữa mọi người. Mình cực kỳ là ấn tượng ở nơi đây luôn á. Hãy cùng khám phá hai cha con mình nha mọi người.
đuối là cá đuối. Cửa sở về chính của cung điện Hải Vương để cùng chào đón sự xuất hiện của những anh thợ làm. Quý khách thời gian tặng cho những anh ấy một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Về lấy các anh để được các anh cung cấp cho những bữa ăn ngon và vô cùng bổ dưỡng đấy ạ. One Show nhạc nước là sự kết hợp chuyên nghiệp hiện đại của âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng 3D và đương nhiên là không thể thiếu nước rồi nha mọi người. Cực kỳ hiện đại luôn, hai cha con mình không thể rời mắt được luôn đó mọi người. Thank you.
cháo thì đủ, nhưng mà một cháo hơi khác. Cực kỳ ngon. À, còn nén thịt. Ngon. Cái dài dài cái trứng của nó nè. Buổi sáng ngày thứ tư của hai cha con mình nha mọi người. Chợ Dương Đông Phú Quốc. Đây là khu chợ hải sản tươi sống, nghe nói cũng rất là rẻ. Hai cha con mình đến đây để mua hải sản đem về làm quà nha mọi người. Đây là bán chuyên bán đồ khô nha mọi người, mực cá, đồ khô. Đây là hải sản mực tôm, mực còn sống luôn nè. Đổi về. Nước rất ngon luôn ạ. Okay.
tiên để mình cảm nhận, rồi mình hãy đi tính những cái quán tiếp theo để có thể mình, ví dụ mình so sánh giá được những cái quán tiếp theo ở sao mắc quá rồi nọ, thì mình có thể suy nghĩ lại tìm những cái quán nào nó phù hợp hơn. Thì cho con mình đi đi xe tự tốc, ô tô tự tốc, nhưng mà mình cũng chỉ ăn uống nó bình dân thôi mọi người, chủ yếu là cảm nhận cái cuộc sống nơi đây với lại những cái khu vui chơi này nọ thì mình rất là thích. Con trai mình giờ tới khi về thì giờ phải tạm biệt Phú Quốc rồi, buồn mọi người. Vì mình đi chơi mà phải có ngày về thôi chứ không đi luôn. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt nữa ha, thì hồi mình xuống qua bước chân tới đất Phú Quốc nè, mưa không, ngày nào cũng mưa, nhưng mà từ sáng cho tới bây giờ trời nắng rất đẹp. Không biết ông trời không chịu lòng hay cho con mình hay là ông hay ông ghét hay cho con mình thì không biết, nhưng mà nó cũng có cái lợi mọi người. Trời mưa nhưng mà ở Phú Quốc đặc biệt là mưa chỉ tầm 5-10 phút là kết thúc rồi, quăng cái hết rồi mình bắt đầu đi chơi tiếp. Nó có cái lợi là trời rất là mát mẻ luôn nha, ai mà thích trời mát mẻ sợ đen hay sợ nói chung là nóng nực á thì đi vào cái mùa này thì mình nghĩ là rất là thích hợp. Còn cái mùa nắng thật sự á, tới buổi trưa mà hết bớt này một xíu thôi, chừng u như thế này mà nó nóng khủng khiếp, thế mình là mình vẫn thích cái mùa này hơn. Và cũng không có đông khách du lịch lắm cho nên mình cảm thấy nó thoải mái, không phải chen chút này nọ đi tới những điểm du lịch đó, không phải chen chút bất cứ gì hết, mua vé vô rất là thanh nhàn và thoải mái. Đang qua nữa, còn hôm qua mình đi Wonder mọi người, cái giá vé mình đầu mình tưởng nó rất là chua nha, giá người lớn là 950, nhưng mà vô đó đặc biệt không tốn bất cứ cái gì hết ngoài những cái món ăn giặt hay là nước ngoài đó, thì tất cả những trò chơi đều miễn phí hết, kể cả những trò chơi điện tử mà dùng xài xu á thì vẫn miễn phí luôn nha. Hồi xưa là mình đi bất cứ đâu cái gì miễn phí, nhưng cái đó thì nó vẫn tích, thì chung quy được rất là nhiều trò chơi trong đó, từ trò chơi cảm giác mạnh cho đến những trò chơi trong thủy cung rồi nó, thì tham quan này nó cực kỳ hiện đại và rộng thoải mái và nhiều thứ để xem tham quan lắm mọi người. So với Nha Trang thì Nha Trang mình không biết nó được phân nữa hay không, theo mình cảm nhận là như thế. Thì ra Nha Trang mình đi qua đó thì chẳng nữa mình vẫn tốn rất là nhiều tiền để chơi trò này trò kia, trò này là miễn phí hoàn toàn, cho nên giá vé như thế mình kết luận là rẻ, đáng để đi xem. Và cho con mình đi chơi từ sáng tới chiều luôn, nguyên ngày hôm qua là mệt đuối vậy là ngủ thẳng cẳng luôn. Thêm một điểm nữa là mình chấm ở ngoài Phú Quốc này ha, tất cả các khu vui chơi, khu giải trí hay tất cả chỗ ăn uống nào đều đậu xe miễn phí hết, vẫn có bãi chỗ vui chơi đều có bãi gửi xe đàng hoàng, có làng gửi xe đậu xe như thế nào đó họ vẽ trên đường rất là kỹ càng, nhưng mà không có cái quầy vé nào thu tiền xe hết mọi người. Cái điểm này là điểm cũng rất là thú vị. Nói chung mà mình đi Phú Quốc này thì rất là nhiều cái có lợi luôn á. Thôi cha con mình tạm biệt mọi người nha, cha con mình sẽ kết thúc cái chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm. Con trai thấy cảm nhận sao con? Vui. Vui rồi sao nữa? Hy vọng mọi người ủng hộ hay cho con mình nữa. Hy vọng mọi người luôn ủng hộ cho mình nữa ạ. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại những cái clip du lịch tiếp theo nha.